chào tất cả mọi người nha. Xin đề xuất về hơi ồn quá ngồi dài em. Em mới gọi em đi làm show anh chị ơi. Bữa nay em về thì nó cũng có một đống đồ bề bộn luôn nha. Thì ở đây chị em nhận chút trước. Một cái con cót full hộp luôn. Một cái mixer đứng ra xa quay đứng ra đâu con. Cái này chưa vô vấn đề đâu. Một cái mixer ha. Một mixer thôi áp xịn. Một cái mixer thôi áp xịn. Rồi ở đây trước đi. Cái con men là cái này là K5 á chị ha. Này K5 mà hiện giờ nó bị chết nguồn rồi hay bị đứt cột chì chứ không biết nữa. Em thấy nó bị nổ bo dao động nè. Thì chút xíu có sao thì em bán gì không chị ha. Ở đây có tổng cộng là bốn con quan số nha. Ở đây chị ơi, chọn cái này quá trời này nè. Nổ này dữ lắm không chị ha. Ở đây còn con số nữa, ở đây có gặp thì. Ở đây có bốn con hico g. Một con số nữa, con số này nhiều không chị ha. Con số của em bữa nay hơi nhiều nha. Đó, thì đồ đạc của em bao nhiêu đó, bấm lầy chút xíu thì cũng xử lý chỗ nha. Rồi, đầu tiên thì cháu có cái micro chị ơi. Một micro nha. Micro này hôm bữa có bán cho ông anh mà ông anh nó không kêu gì em không hiểu luôn. Cái micro này micro gia đình nè không chị ha. Đây em có mua bộ mic để đeo tai nhưng mà em sợ đeo vô á cho cô anh chị không thử được âm thanh cho anh chị nghe, tại kế bên họ mấy anh em đang nhậu á cho nên là hơi bị ồn, anh chị coi video thông cảm cho em nha. Đây là anh chị một cặp mic với một hộp thu sóng và một cục sờ cục nguồn và hai tay mic nữa anh chị ha. Cái này nói chung là em anh trai ơi em khui ra em thử mà nó không kêu á thì em á là thật tình là em sorry anh trai luôn, nhưng mà hiện giờ nó kêu bình thường anh trai. Em biết sao luôn, nói chung là bộ mic này chỉ là bộ mic gia đình thôi chứ không phải là cao cấp hay con cả gì cả ha. Thì em thử bộ mic này cho anh trai nghe nha. Cho quý anh chị nghe với em nha. Lượng thì ba. Một thì ba. Ở một tay nữa anh chị ha. Lượng thì ba. Thì ba. Đó, hai tay mic hiện giờ là em ấy hát tốt nữa anh chị ha. Bộ mic này là em vẫn bán giá cũ đó là 800k, thằng em bằng cháu bao xíu tới nhà anh chị quay bộ mic to. Đó, bộ mic nó gì là hai tay mic nó gì nữa chị? Về thì có thể mình dán này can hay làm cái gì đó hay để như thế này vẫn xài được anh chị, vẫn là em đã nói rồi ha chị ha. Thì bộ này em bán vô anh chị là 800k, em bao ship tới nhà nha. Bao ship mọi miền tổ quốc nha anh chị ha. Rồi bộ mic này quan nó để bộ mic cho họ em thử đồ anh chị luôn. Thì tiếp qua đây. Có một con mixer này ha anh chị ha. Cái mixer này là em đã test rồi. Bây giờ có cần thiết để em test lại nữa không? Thôi giờ em bán những cái đồ mà em có thể nói trước đi. Đây anh chị ơi, một con men này, một con men K5 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 14, 14 là 28, 28, 28 là 56 con không chị. Cái men K5 này nè chị, nổ cái bo này nè chị. Này khách xài bị nổ ha. Khách bán thì em mua thôi. Đó hiện giờ cái men này á là em thấy tình trạng là còn ken sờ men của nó chị, dây sợ của nó còn hết nè ha, chứng tỏ là cái men này chắc chưa sửa lần nào của chị ha. Hiện giờ cái men này nó bị chết bon nguồn của chị ơi, nguồn không lên nha, thì nguồn sung nha chị ha, chạy là 50 mấy con đấy. Rồi cũng chị cứ coi cái được cái men này thì cứ hú em ha, không được thì em cho nó nhập viện của chị ha. Thì có sao thì em bán gì ha. Nào mà dữ lắm thì em mới cho anh đi thì gọi là đi nhập viện đó em. Thường thường em ở đây em dẫn mấy chú là cho nó nhập viện rồi, có nghĩa là cho đi sửa đấy. Thì có cái con này em bán cho cô anh chị là giá là 1.900.000, em bao ship tới nhà anh chị ha. Với đặc biệt cái con men K5 này á là cô anh chị là mấy chú mấy bác mà có mua biết về xử lý ha, mua mấy bác ơi chứ để về mà thí dụ như mình sửa nhiều tiền quá thì tội lắm nha. Đây mặt mày em ấy đẹp nè, quay cái mặt chơi con thấy không, thấy mặt có không. Rồi tới đây quay hết luôn, em thấy cái này cò chì cò bọng gì nó từ lưa cho nè anh chị. Thì hiện giờ em ghim điện mà nó không lên thì em bắt không lên nữa anh chị. Đó con soi cái gục cái nửa kỹ cái nửa cục vàng ơi. Cái con này em báo 1.900.000 anh chị ha, bao ship tới nhà nha. Đó máy là công suất em thấy còn là y thinh luôn nè anh chị, chưa tháo cái lần nào luôn nè ha.
Con này 1.900.000, mau ship tới nhà không chị ha. 1.900.000 mau ship tới nhà nha. Với một con men, cái men gì đây? K5 ha. Đó, con này nói chung là chơi như là các kiểu không chị ha. Rồi, thì em sẽ bán cho chị là tiếp theo đây là một cây lọc xì nha. Ơ, cái lọc xì đi đây có xét làm gì ha. Nè, ở đây có xét nè. Đó. Ở trên. Đó, mặt mày thì còn sáng sủa đẹp đẽ hay không chị ha, không vệ sinh nha. Bây giờ em sẽ thử cái lọc xì này cho chú chị nghe với em ha. Đây à. Thế sợ nó bị ồ muốn chưa, tại vì mình bản hát hơi lớn á, em không biết sao nữa. Rồi thế em sẽ thử cho chị nghe ha. Thì đầu tiên em thử cái kênh đầu tiên, cái kênh A trước nào cô chú chị ơi. Em để xe đậu tại hồi chiều em đi làm xô về đó, thì em tháo đầu ra em vệ sinh. Nói chung là mà đi làm xô á không chị, làm đám cưới á gọi là đám phục vụ đám cưới á, văn nghệ đám cưới á, thì lâu lâu em phải tháo vệ sinh một lần nữa thôi đó. Đồ đặt thấy ghê lắm chị, tháo ra luôn. Mấy chú mấy bác mà xài mà lâu năm á, tháo ra một cái như đám gừng luôn chị. Đây em thử cái kênh bên đây trước nha anh chị ha, kéo xuống hết nha. Đó. Giờ lấy lọc un up đúng rồi vậy. Đó. Đi vô đây nào. Qua bên đây khó thử quá anh chị ạ. Thử xe đầu chỉnh vô đây là khó thử quá. Chắc là em có vấn đề nữa, làm thử này khó lắm. Em đeo cái mic vô chị nghe không rõ. Để em phải thử gì nè cho chị nghe. Đó, bên đây là hát tốt không chị ha. Rồi, một kênh hát tốt không chị ơi. Cái nút đèn này nhắn gì ra. Dính à, dính nào vậy? Lâu quá không nhắn cái gì nữa. Rồi cái này chú em sẽ xử lý lại cái này sau cho chị ha. Bây giờ thử qua kênh thứ hai. Bây giờ là các càng kéo là hoạt động tốt, kênh A hoạt động tốt anh. Tay bên trái màn hình nữa chị ha. Bây giờ em thử tới cái kênh thứ hai cho anh chị nghe ha. Rồi mấy này lâu quá không nhắn, dính luôn chị ơi, dính luôn rồi. Nhắc. Thì để nữa em sẽ vệ sinh cái đó là cho anh chị. Con này hát tốt không chị ha. Chỉ có bị lâu ngày mà không làm cái chỗ không nhắn cái nút á chị, nó bị dơ, nó bị dính á. Thì cái với một con lọc xì như thế này á, em bán cho chị là 550k, em bao ship tới nhà mọi miền tổ quốc không chị ha. Nhưng mà nhớ nhắc em có lấy con này nhớ nhắc em vệ sinh mấy cái này lại cho chị ha, hai nút nhắn nè, lâu ngày nó bị không nhắn nó dính đâu chị, nhớ nhắc em nha. Cái con Debit, cái con lọc xì Debit EW215 550k bao ship tới nhà không chị ha. Con này 550k bao ship tới nhà nha. Rồi con cứ ngồi ghế đi chị, cái ghế ngồi quay điện thoại cho nó cao cao. Đừng có lươn bắt điện bắt coi kì lắm. Rồi tiếp theo đây em có một con quan số không chị ha. Con số này hiệu gì không biết luôn, không biết luôn. Em coi con mò có chữ gì ở đây thấy không, nó không thấy gì không. Này là gì, cách 3-6 nhà 36 306 gì nữa chị ha. Đây đó, mặt mày thịt của em nói là như vậy ha. Em sẽ thử coi như vậy con quan số này ha. Nói chung là miên một đống quan số này em thâu là buổi chiều á, là em đã có test rồi không chị ha. Nhưng mà có đôi khi em test cái trên video em nấu thì nó cũng khó lắm. Bây giờ em sẽ test luôn chị nghe ha. Đó. Cái này nhạc để em lấy cái giác khác em thử nhạc cho. Cái này vô nhạc là chưa 6 ly vô chị ha. Không ai vô bông sen nha.
cây con số này không chị? Em đã test rồi, chịu cho rồi, sống hết trơn không chị ha? Nói chung là lỗi em sẽ báo lỗi không chị ha? Thôi bây giờ em cứ nhanh lộn nó lẹ luôn cái video này, tại vì mấy cái này em đã test rồi, không chị ha? Đây cái quan số này á, đây mặt đít nó này không chị ha, một đống đồ chơi này ha. Đó, cái này là size, này là size 2U anh chị. Cái quan số này á là em bán cho cô anh chị là giá là 850k bao ship tới nhà. Cái quan số này anh chị hát tốt không lỗi lầm ha, 850k bao ship tới nhà. Rồi em sẽ tắt xuống đây không chị ha, quá trời rồi. Em đi làm show mấy bữa nay về nhà đồ đạc tùm lum hết trơn chị ha. Rồi con số này là 850k để em lấy vé ghi lên cho anh chị coi. Rồi con cứ cầm nó đi, quay cái con số đi. Con số này là 850k hát tốt anh chị không lỗi lầm ha. Nhưng mà em cũng nói nữa, chẳng là con nói cũ của em á, về con số là bắt buộc mình phải căn chỉnh gọt lại cho nó đúng đồ của mình nữa không chị ha. Con này nè em bán 850k bao ship tới nhà nè không chị. Trời ơi, dính cái gì mà nó không dính ta. Ủa bậy, cái con này là con quan số lỗi không chưa? Cái con quan số này con số lỗi nha. Cái quan số này là cái quan số nó bị nhạc bình thường mà tiếng mic không có eco nữa chị. Rồi báo lại sorry mọi người nha, con này là con nhạc bình thường, mic không có eco nữa chị ha. Em sorry mọi người nha, cái này em chưa test nha, kỹ rồi chậm chậm rồi tí xíu gì coi video thông cảm cho em nha. Cái con quan số này nè, tại vì quan số bữa nay nó hơi nhiều không chị, em bấm vào số 1 nha, số 1 của anh chị ha. Con này là nhạc hát bình thường mà mic không kêu. Cái con này em bán cái gì là mic eco không có ha, 350k. Về xử lý con này dùm cho em anh chị ha, biết xử lý cho em nha. Đó, con này là hát nhạc bình thường, bao ship luôn chị ha, bao hết nữa chị, bao ship nha, 350k con này là bao ship tới nhà không chị ha. Rồi em sẽ bán cái con lỗi trước không chị ha, tại đồ cái gì cũng phải có lỗi không chị ha, không có gì mà nó hoàn thiện nổi đâu nha. Nếu chứ mà em biết cái gì mà nó bán mà không hư là em sẽ mua thôi. Rồi một con quan số ca full đúng không, ca full đây. Còn đẹp không chị ha? Con này là em thử là mic vẫn không có eco anh chị ha. Cái này là em test rồi, mic không có eco, cái này em thu hôm qua không chị ha. Rồi con số mã số 2 này. Rồi em để nhà mẹ em lấy ba cái dầu bả lao không chị. Em mic có chịu dọn đồ lắm, lớn tuổi là thường làm gì không chị. Con này mã số 2 nha, con số ca full này em bán vẫn là 350k xuất ở nhà anh chị. Ê con này 370.000 đi. Nhà hát bình thường không chị ha, bao ship nha. Đó. Con này là mã số 2, quan số nha. Con này là 370.000 bao ship tới nhà không chị. Mấy này em có test rồi nha, tại em thu khách này em phải test nó mới được, khách đem ra nhà cho em á. Con này mã số 2, hai con này là hai con lỗi không chị ha. Rồi con cứ ngồi im vô đi. Ê da. Không sống con số làm gì giờ sớm cái chuyện nó này. Rồi con số này là cái đống này là cái đống hát tốt không chị ơi. Đây một con K300 ha, con này test sống bình thường, hát ngon lành gành đào không chị ha, eco đều bật đầy đủ ha. Đó nè, có chấm hai đầu này, hai đầu ga nữa anh chị đó, thấy không. Thì con phân số này em bán cho anh chị là 850k hoạt động tốt không lỗi lầm ha. Mã số 3 không chị ha, mã số 3 ê số 3 850k ha. Rồi quan số là em bao ship nha, đây mã số 3 850k anh chị ha. Tiếp theo đây có một con mã số nữa, con số là chiều tét rồi sống hết trơn này anh chị ha, ngon lành cành đào ha, sống nhăn găng luôn anh chị ha. Đây ba cái nút nó này nhắn vô chỉnh này, cái này dễ chơi lắm nữa anh chị. À, cái quan số này em cũng bán cho anh chị là 850k nữa nha anh chị ha, mã số 4 nha. Là sống là em bán sống, còn chết là em bán chết luôn chị ha. Mã số 4.
850k nha. Bán số là bao ship hết luôn vậy ha, tất cả đồ em bán ở đây là bao ship hết luôn vậy ha, trừ khi vỏ thùng thôi. Đây có một con số khá là nặng luôn chị ơi, con số này hiệu gì không biết luôn, 24 bit luôn ha. Cái này chịu test cũng nhức gân lắm anh chị, nghe sướng á. Cái này nặng nha, đây nè anh chị, đó con này em bán cho của anh chị là 900k bao ship tới nhà nè anh chị. Một con số này mã số 5 nè anh chị ha, mã số 5 900k bao ship nha, mã số 5 nha, 900k. Toàn là con số 7 không chị ơi, bao ship tới nhà nha. Đây có một con gì kinh gì nữa chị ha, kinh DK3100 hả. Ê dạ, con này là chữ đây bị bay nữa chị, một cái giắc này xịn quá à. Em thích những cái giắc này nè, chính giữa ghim 6 ly, ngoài liền K5 sướng. Thế tự nhiên nãy giờ ngồi chơi không nực mà giờ tiến hành quay video nực, đỡ rồi chịu giờ không chị, giờ tiến hành quay luôn. Tại bên kia hát ồn quá không chị ha. Đây là Yamen, này là súp, còn này là nhạc vào anh chị ha. Rồi gạch quần luôn. Con quan số mã số 6 này, mã số 6 này hát tốt anh chị ha, hư là em sẽ bán hư. Ê đây nè, hư lỗi đi, anh L đi anh chị, lỗi ha, mã số 1 hay 2 lỗi anh chị ha. Rồi tới mã số số 6 không, mã số 6 con này là 850k bao ship tới nhà không chị ha. Đó mã số 6 850k bao ship tới nhà nha. Cái gì em có test em sẽ nói test luôn chị ha. Rồi qua đây bà chị xinh đẹp, bà gửi cho cái code nè, cái này full luôn phụ kiện không chị ha. Cái code này em bán vô không chị là 700k bao ship tới nhà không chị ha, 700k. Rồi 700k không chị ha, ca full ca lút như nè, có đủ kiểu nè không chị ha. Ô này nhìn nó xịn sò không chị ha, cái này như mớ đó. Cái này là 700k bao ship tới nhà không chị ha, cho nó ngắn gọn chút xíu anh chị ha, thông cảm giùm em nha. Rồi một con mixer đây nè không chị, đó mixer Sharp nè anh chị thấy không, khách xài là khách sợ hư nè, khách cuộc cái cục nguồn dính vô đây luôn nè anh chị, nữa mình không thích mình cắt ra hả chị ha, nó có cái tay đẹp quá. Martin Allen mấy gì, in Allen của anh phải không, Allen của anh phải không. Rồi cái mixer này anh chị đẹp không tì vết luôn chị ha, cái mixer đẹp dữ lắm, đẹp không chị ha, mixer này không lỗi một like ha, đặc biệt là không gột gẹt. Cái mixer này em bán vô anh chị là 3 triệu, bao 3 triệu anh chị, cái mixer này là 3 triệu, mixer xịn của anh nha. Mixer này của anh không chị ha, nói chung đúng hàng thì cứ phải giỡn nha. Đó cái mixer đó là 3 triệu anh chị ơi, chung là em đỡ chiều tới giờ không quay video được quá buồn anh chị ơi, tại vì bên kia nhậu quá. Đây tới một con thằng thánh đây, quay qua đây con, chị trong này đứng bên hông út nè. Đây một con mixer này thì cái like đây nè anh chị, cái live hôm nay là bị lỗi không chị ha, cái live này là lúc là bị lỗi luôn, không kêu luôn á, cái live này không chị, còn tất cả bên đây là hát tốt hết, bị mắc cái nút mũ nè chị ha, vẫn là so ráp nữa chị ha. Cái này là em báo lỗi cho cái này ha, cái này lỗi một cái live này và cái đèn không lên một bên, nhưng mà tất cả còn lại là hoạt động tốt hết luôn chị ha. Con này bự quá trời bự luôn chị ơi, nó có 8 like mà nó bự chà bá lửa luôn. Cái con này em bán cho anh chị là 1.600.000 bao ship nha anh chị ha, 1.600.000 cho bằng mixer soi áp xịn này ha. Nói chung là mixer bữa nay là không có eco anh chị ha, không có eco nghe. Ở đây nè, đây quay được hôm qua nè, bán cho ông anh rồi, bán cho ông anh đẹp trai rồi, cái này cũng là soi áp xịn nữa không chị ha. Rồi đây có một cái chống hú nè anh chị, cái chống hú xịn sò luôn nè ha. Chống hú này lạ quá,
là ao sau vô trước ha. Cái giống hú này em bán cho anh chị là 650k ha. Cái giống hú này là hoạt động tốt, em rất thích rồi ha. 650k bao ship tới nhà nha, 650k. Giống hú này là giống hú hoạt động tốt anh chị ha. Hàng lỗi em sẽ báo lỗi nha. Cái này là 650k nha. Ngày mai á, nếu mà đủ duyên đủ gió em sẽ hết nữa. Thì trước mắt bữa nay em đăng như vậy đi. Có một con ly đây, âm ly này test vào hoạt động tốt, không lỗi lầm không chị ha. Hồ nhìn đẹp quá đẹp luôn chị ơi, nói nào quá xá là đẹp ha. Rồi có xài điện 110 220 luôn nè anh chị ha, 110 220 thì được hết nha. Cái âm ly này là hiện giờ là em test rồi, em xin phép bữa nay em làm cái video em sẽ nói là cái những gì lỗi em sẽ nói lỗi ha. Tại vì em bữa nay nói chung là em đợi hồi lúc mà 4 giờ chiều tới giờ mà bên kia ta chưa vẫn chưa hết nhậu nữa anh chị ơi, cho nên giờ này là không đủ thời gian để em test nữa rồi. Thì có sao em có thử rồi em sẽ báo cho anh chị ha. Cái này là cái này em bán vô của anh chị nè, bằng giá vô một cái âm ly như thế này hoạt động tốt không lỗi lầm. Cái âm ly này em bán cho anh chị là 450k xích ở nhà ha. Âm ly trắng thôi chị ơi, đẹp quá đẹp rồi, 450k bao ship tới nhà nha. Đó thấy không, CQ 4 số 9. Ồ, phải được vàng 4 số 9 là ngon hơn chị ha. Cái này 450k hát tốt không lỗi lầm nữa chị ha. Cái âm ly này rồi, cái men bãi nè, trời ơi, mẹ con mẹ yêu của con đó anh chị, ở nhà lao lao nè, bà ở nhà bà rảnh bà lao quá trời lao luôn. Một con men bãi như thế này không chị ha, bữa nay em bán cho anh chị là 4.700k bao ship tới nhà luôn ha. Được chưa, con này quýnh súp bao quýnh nè, bãi miền con không chị ha. Video trước anh đã từng test rồi, đã có video rồi luôn đó chị ha. Có càng mà chi tiết của nó, con này là xe ba u chạy 56 con ha, 56 con công suất thật chứ không phải là công suất ảo anh chị ha. Này Hyundai súp kép cool 100 quýnh thoải mái ha, tại vì em không có xài cool 105 cho nên em không dám bảo đảm anh chị ha. Con này là 4.700k nè, bao ship cho anh chị luôn. Nói chung em gọi là thanh lý cũng được, tại vì mà hàng em bán em bao ship hết mà. Và tiếp qua đây, cái con men GS, video em đã từng quay video nó rồi anh chị ha. Đó thấy không, GS 24 con hoạt động tốt không lỗi lầm, máy còn đẹp. Đây nè, cô anh chị nào cũng cần mà thông tin chi tiết mà mấy cái con mấy đội em đã từng quay rồi á, cô anh chị là video cũ em lên coi ha. Cái con này em bán cho anh chị 1.900k nè, gọi là thanh lý cũng được á, tại giá em chơi là em bao ship tới nhà hết mà. 1.900k bao ship tới nhà nha. Rồi tiếp qua đây, đây nào anh chị, ba con rì quạt châm test sống hết, sống nhăn gan luôn, mà đặc biệt nó là hàng của Nhật luôn anh chị ha, không phải là hàng hàng mà Malaysia hay là gì cái gì hết nè. Để em nắp lên cho cô chị coi con với em ha. Cái này là xài điện, điện của nó là điện chỉ có 12V, nó xài chung với nguồn micro mình nha, chứ không phải là xài AC. AC rất là khó, AC thì AC của anh chị phải kiếm được đúng AC nó mới chạy được không chị ha. Còn này nó xài DC, DC là xài y gan điện bình của điện điện micro mình nha. Ba con này chịu, em có test rồi, quà thử rồi hết khui đó con chị không, đúng hàng Nhật không, nhìn đồ có khác không chị ha, từ trước cho tới sau hết luôn đó. Cái này đúng hàng của Nhật luôn nha, ba con đều giống nhau không chị ha. Đó con chị thấy không, hàng rấu kinh khủng không, quá trời đồ Nhật nhìn có khác không chị. Còn đồ 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 không phải của Nhật nó có chút xíu à không chị ơi. Ý, em thích những con này lắm. Nói chung đặc biệt những con này, những con này EQG nha, EQG nha, nói rồi. EQG chứ không phải là van nha không chị ha. Cái này là EQG, EQG quẹt trăm hàng của Nhật nha. Hàng của Nhật thì nói chung quạt thì bao cũng chị bay luôn. Bay tới nhà bà hàng xóm vẫn nghe. ba con quạt trăm nữa chị. Mỗi con 1.800k. Một con là 800k không chị ha. Đó, cũng chị lấy con nào cũng được. Tại vì ba con này con nào cũng đẹp không chị ha. Đây là một con nè. Ba con giống nhau hết nha. Nè một con này là 800k nè anh chị ha. Đây em đánh số không bộ 100.
vật trăm mã số 1 nha. Ruột gan quay lại cái nữa là cho anh chị coi được chọn cái ruột đi cho dễ. Mã số 1 800k bao ship tới nhà đó. Còn mã số 1 không? Mở mạch nó như vậy ha. Thế chung là sợ lắm. Sợ người ta nói mình gạt ha. Nhưng thật sự ra là mua bán thì cũng phải rõ ràng một tí. Cho nên là như vậy đó, mà bị nói quá trời nói không chị ha. Tại vì có mấy chú á, thông cảm giùm con ha. Giống như hàng con bán á, con có lời đấy, nhưng mà cái lời của con nó mỏng thôi. Nhưng có như có gọi là có một hai chú mà nói chung là gọi cháu á, nói là giá tốt gì chú ơi, đã bao ship rồi đó. Trời ơi, giống nhau không chị ha. Ủa cái kia nó cái màu màu vàng, con này là màu màu xám xám tí luôn chị ha. Rồi này sống hết luôn chị ha. Số 2 ha, quật trăm ở số 2 nha. Số 2 820k, chơi luôn 820k luôn, tới không chuyện luôn. À, cứ báo cho em đúng cái mã số là lận thôi cái gì ha. Đây quạt trăm 820k. Đây là chơi là phải chơi cho nó hết mình hả chị ha. Không biết là sao á, em ngồi không có thấy nực. Ngồi chơi nãy giờ đợi nãy giờ mấy tiếng đồng hồ mới nực cái gì. Tự nhiên giờ này cái mình mặc cái mặt lên quay nó nực à. Gắng cố gắng để được giống mấy bác á, là ở trong phòng chính đó anh chị, thì có lắp được cái máy lạnh vô không chị ơi, chứ bây giờ ở ngoài này là chịu không nổi đâu. Nhớ có đợt hồi đợt cái tháng mà em quay mà nóng được cái trời chịu không nổi luôn anh chị. Khui đó ha. Rồi quật trăm mã số 3, quật trăm mã số 3, số 3 830.000 bao ship tới nhà. Đây là hàng Nhật nha anh chị ha, đây là hàng Nhật nha, không phải là hàng của tàu lao của anh chị ha. Đó đây DC12W, đây nguồn vào ha, in out đây ha. Cái này rất là dễ xài không chị ha. Đặc biệt tiếng quật khỏi chơi đi, cả nó quật trăm đây, dư trắng còn con quật 500. Màn hình không đẹp không chị ha, màn hình này, cái này là màn hình không đẹp ha. Rồi em sẽ thu cái nắp cho anh chị coi. Em sẽ ghim điện, cái nào bị lỗi em sẽ ghim điện, em sẽ cố gắng diễn tả cho anh chị nghe coi ha. Những cái quan số mà lỗi là em báo lỗi không chị ha. Coi kỹ nha, nói chung là hai con quan số lỗi nãy là nó còn hát tốt hết, hát nhạc là nhạc hát tốt nha. Nhưng mà có cái đặc biệt nó một cái là micro á, không có gì trong micro, như là cái tiếng gì nó mọc mạc lắm, không có eco cái gì nó. Hai con số lỗi nãy gì, cố gắng coi giùm em không chị ha. Khui đây quạt 500 không chị ha. Cái quạt 500 nhìn khác với quạt 100 không chị, quạt 500 nhìn kinh khủng không. Tại giờ dòng quạt này là tháo dưới đít không chị ha. Cái này cái thứ tư nè, đây là quạt 500 không chị ha, tháo dưới đít không à. Cái này đã là được nguồn auto one rồi anh chị ha. Điện của nó là điện vào của nó đúng nguyên thủy của nó là 230W luôn, ngon hả. Rồi cái này đã lên nguồn auto one rồi anh chị ha. Đây bao nguồn auto one của cái này giống của chú GHS. Đây đúng rồi, của chú GHS nè, GHS nè anh chị ha. Đã lên nguồn rồi anh chị ha. Cái này đã lên nguồn auto one rồi. Thì cái linh kiện của cái quạt 500 này anh chị nhìn gấu không, cực kỳ gấu ha. Bây giờ em sẽ ghim điện em test cho nó chị coi là cái màn hình nó bị lỗi như thế nào á. Sống thì có sống không chị ha. Nè, mặt lên nó chớp chớp như nào không chị, thấy rõ không con. Bấm sao đây. Đó. Cái màn nhìn mình không được sắc quá anh chị, nó bị hơi bị là nó chị thấy không. Đó. Nó bị lỗi là lỗi như vậy anh chị, hoạt động thì hoạt động gọi là quật bao bay ha, mấy cái này là quật bao bay đó chị ha. Cái này lỗi như vậy đó ha, lỗi màn hình như vậy đó. Đây nhìn coi mấy cái máy thường đồ của Nhật đó anh chị, cái đầu bền kinh khủng. Đây cái con này nè anh chị, em sẽ đóng cái nắp lại nha, coi cái máy kỹ giùm em ha.
đó, em sẽ đóng cái nắp lại, em sẽ băng cái giá lên nha chị ha. Cái quạt 500 này nè, cái quạt 500 này tình trạng nó là như vậy, nó hoạt động tốt nha anh chị ha. Cái quạt 500 này em bán cho anh chị là 1 triệu. À, cái quạt để thế 500 đi, về 500 đi. À, cái này em bán cho anh chị là 1.600.000. Bao ship tới nhà anh chị ha. Đây là quạt 500 ha. Để chiếc quay 500 đó anh chị đó, em không biết quy gì sao luôn. Đó, này là Yamaha đây, lộn lại mới được nghe, tại thường thường mấy cái này của này là tháo ít không à. Cái này là em bán cho anh chị là 1.600.000, bao ship tới nhà anh chị ha, tình trạng nó lỗi như vậy ha. Rồi. Thôi mình cũng tóm tắt đi. Đây nè anh chị, cái này là nó tương đương nhà anh chị coi được ủng hộ cháu nha. Không được thì cháu con đi nhập vô đội của người ta nha. Đây nè anh chị, cái lúc đó hôm bữa anh test luôn chị nè, coi đây không ai hỏi nè. Em bán cái giá, mấy cái giá em, nói chung là nếu mà thanh lý anh chị á, tất cả là phải bao ship hết nè, cho khách mua cho nó lẹ. Tại lý do là có những chú nói là mua món đồ bao nhiêu tiền mình thì ship một đống tiền, nó là như vậy anh chị. Cái laptop này nè anh chị, tất cả món hàng của anh chị chỉ biết em báo cái giá ghi lên đó, chỉ biết là mắc bao nhiêu tiền thôi chứ không tốn thêm phí nào nữa anh chị ha. Cái laptop này em bán của anh chị là 400k nè, còn hoạt động nè ha, được chưa, 400k hoạt động mà chạy á thì không ai chạy lỡ đâu, chạy nó chậm. Cái laptop này là 400k nữa anh chị ha, có cái laptop có vùng nguồn nha, 400k bao ship tới nhà luôn, bao ship tới nhà cái laptop luôn nha. Đây cái cục nguồn, cái cục nguồn của cái mixer nó quá trời nguồn của mixer không anh chị ha. Đây nè quý chị, quý chị coi nè, cái cục nguồn cái mixer đó nè quý chị, cái chui đó nè, em nhìn vô nè, cái mixer này đúng là xịn thiệt đó ha. Còn mình mới dặn gì, mixer này mấy cái mixer so đáp xịn nè quý chị, tiếng thì thôi khỏi chơi, gọi là nghe cái tiếng mà nó đẹp á, khỏi chơi anh chị ha. Thôi video tới đây á thì thằng cháu xin kết thúc. Bữa nay thằng cháu quay sơ bộ lẹ như vậy thôi, chị coi được cái món nào thì ủng hộ cháu. Tại vì cháu cái nào test, đã có test mấy cái hôm hàng hôm nay là cháu tranh thủ chạy về nhà đã test rồi. Có test gọi hết trơn tất cả đồ hôm nay, là có test gọi cái nào sống, em có sống, cái nào chết, em có chết không chị ha. Thì quý vị coi được cái món nào thì chọn cho thằng cháu, còn cái alo cho cháu chụp hình gỗ anh alo cho cháu nha. Thì video tới đây thì cháu xin kết thúc. Chúc cô chị sức khỏe, chào tất cả mọi người nha.